Em xin chào tất cả các anh các thủ à. Chào mừng các bạn đã quay lại với video cuối tuần nha. Video số 755 và video trước em sẽ em có lên một lô càng đắp khúc giá sale sập sàn luôn. Và video số 754 anh nào muốn tham khảo bấm vào kênh em là sẽ có. Và video này em sẽ có là dù dây dù BE tháo máy cho mình nha. Những cuộn dù ở dưới đây. Những cuộn này thì mua mới thì rất là đắt tiền nha và cần hôm nay em sẽ có là hai cây icada này, một cây iso khen bế ba cây đều có thể câu bè, chấp hành đầu gì và hai cây càng câu máy, ba cây, ba cây thu gọn ngắn và càng cắm góc này, sẵn ít, càng câu lu, một cây độ cứng tầm m một cây độ cứng là U, ul, hai cây hàng xịn nhá, hai cây khen vui xích sau cùng thì em sẽ có là một cây năm khúc nhá, một cây càng lu năm khúc hai mét một cứng m và phía sau sẽ là iso khen lớn và những loại cần supp anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có kim trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Giá bên em báo cho bao gồm phí ship nha. Phí ship mỗi cuộn dù này là 30 000 Mỗi cần là 40 000 em sẽ đóng ống nước ship có toàn quốc cho nhận hàng được kiểm tra nha. Rồi, đầu tiên sẽ là một cuộn dù uh, tháo máy. Dù này dù trắng xanh nè. Đấy, có màu trắng màu xanh nè. Không biết ở trong có màu không nữa. Và dù này là dù nhỏ nha. Cái cái dù của nó chắc là tầm là số 1 á. 0.8 số 1 gì đó tháo từ máy ra các nha Vụ này là giá 190 một cuộn này nè. Số 1 giá 190 nhá, dây dù bi. E. Rồi số 2. Số 2 cũng vậy luôn, nó cũng tầm 0.8 hoặc là 1 chấm gì các nhá. Dây dù thì em không có dành cho anh lắm. Em chỉ nhìn bằng mắt thôi. Đấy. Rồi, dù này dù số 2, mã số là 2, giá là 190 000 Dây dù bi e nhá, số 2 190k. Số 3 số 3 cuộn này nó to hơn các nha nó tầm là 2 chấm chấm lận đấy hai chấm chấm cho mình lận ở đây nó có mã số là số 3 giá là 190 000 mã số 3 là 190 rồi số 4 số 4 là nhiều màu này 7 màu này nhá này chắc cũng cùng tầm là số 2 gì đó tầm số 2 gì đó nha 1.52 nè rồi mã số 4 nhá giá 190 luôn số 4 190 000 dù tháo máy nhá À, số 5 số 5 là một cũng dù cái, cái cái dù này dù tháo ở giờ mấy 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 bè mấy biển á cả nhá mấy dạng uh, bè biển thôi cái dù này thì nếu mà so với cước thường ni lông thì nó cũng tầm là số uh, 2 còn dây dù thì em không biết số mấy này, nói chung là dù tháo từ máy ra nha ở đây nó bảy màu luôn rồi có mã số 5 giá là 190.000 số 5 190 luôn tiếp theo số 6 nè số 6 dây này chắc là dây số 2 chấm hoặc là 2.5 này đấy đấy cái cuộn này đấy, rất là dài đâu cái này là mã số 6 nha giá là 190.000 luôn số 6 190 rồi số 7 số 7 là dù uh, 7 màu 7 màu nhá cái này hình như số 2 à. số 2 gần số 3 gì đó ok mà số là 7 nhá giá là 190.000 luôn số 7 190 nhá tiếp đến số 8 số 8 thì cái cuộn uh, đâu xem uh, à, cái cuộn này nhá cái cuộn số 8 này thì nó có thắt à nó nhiều thì nó nhiều lắm nhưng mà nó có thắt nó có thắt hai chỗ nhá có thắt hai chỗ nó có thắt nó nối nó nối dù quá à các nhá rồi thì ở đây mã số 8 giá là 200 k số 8 200 nha. cái dù này 200 rồi số 9 ạ à. nguyên luôn đây dù này dù vù... cước số mấy đây tầm số 1 1.5 gì đó các nhá rồi đây nguyên luôn nhá mã số 9 250 số 9 là 250 ạ rồi số 10. Số 10 cái cuộn này thì nó to hơn. Nó cũng tầm số 2 nè. Đấy. Số 2, số 3 gì đó. 2, 2.5 gì đó. 7 màu luôn. Rất là xịn nha. Nói chung là xịn sò luôn. Mua mới thì rất là đắt đi. Mà số 10 giá 200 rưỡi. Số 10, 200 rưỡi. Rồi tiếp theo sẽ là cần ISO khen bé. Có thể câu bè. Chấp hành đâu gì được. Bởi vì dài 1 m 5 độ cứng 1. Đến từ hạng Suzumi. Hàng nội địa Nhật có tem tay cầm cuốn chỉ bắt gặp Fuji FX5 càng còn đẹp nha đấy dàn khoen là Fuji loại xứ xám hết luôn cái này có tổng cộng là một lóng hai lóng thôi đấy ngọn đặt tháp đông phụng ở phần này phôi của càng là phôi phíp nhá cây ISO này thì phôi phíp có thể câu bè chấp hành gì được đấy độ công của nó có luôn thoải mái nha rồi cái này thì ngọn là 0.7 ly, trọng lượng 72 g, mã 11, giá bán là 200. 11 200 000 cho cây ISO này. Càng còn đẹp luôn các nhá. Suzuki 1.5. Tiếp theo một cây mã 12. Cái này thì một cây Ikeda, Cái này nó có chiều dài 1.45 các nhá. Nó có ngắn 1.45. Bass gặp Fuji FS5. Tay cầm cuốn trị còn đẹp luôn. Ở đây còn cái dây nữa này. Đấy, có tem luôn nè khoen là khoen Fuji là xứ sám nhá Đấy, hai khoen và ngọn của cần là ngọn đặc tháp lông phụng đặt cứng cáp ở đây phần đầu của cây này nó cứng nó cứng như hay chi vậy cả nhá nhưng mà hay chi thì không có bằng nó dẹo chưa bằng nó dẹo đâu nó gần tới thôi, thôi cái này thì có ngọn là một ly trọng lượng 74g mà 12 giá 500 anh nào muốn đánh cứng lôi cá nhanh hơn một tí lấy cây này 12 500k rồi 13 là một cây dài 1m65 của hãng Pro và phôi cây này là phôi sóng văn carbon sóng văn văn lớn nha đấy bắt gặp Fuji F6 đầu nó cuốn dây mây nè cuốn trị nè dưới cũng cuốn dây mây một phần này. đẹp cả nha còn đẹp khuyên là khuyên Fuji d ba có bo chống nổ đều luôn. Bên trên ngọn của nó là nhiều màu nhá nhiều màu. Đấy. Ngọn đặt tháp long phụng luôn. thằng này thì vừa cứng cáp, vừa công tốt nữa nha. cái Icarus này vừa cứng cáp, vừa công tốt cho mình. Đấy, nó cứng cáp lắm các nha. Rồi, ngọn 0.8 ly trọng lượng 120g mà 13 giá 600, 13 600k. 14 sẽ là một cây cần tuyệt vời cho mình nè Rồi Cái này dài 2m1 Một cây Misty uh, Mitty Sub DX Cây này hàng Nhật bại luôn nha Hàng đến từ Nhật có tem nè Bắt gặp Fuji FS6 Độ cứng cao lắm Độ cứng rất là nảy luôn Nảy rất cứng Độ cứng tầm 30 nha 30 Ngọn 2.6 ly Trọng lượng là 116 g Thu gọn là 81 cm Có nắp chụp đi kèm luôn Giang khoen đã được like nha Khuyên hạng bên trên alo fuji Khuyên đề ba fuji phôi của nó thì rất là nảy nha cứng cáp càng có tổng cộng là ba lóng cứng cáp tốt cả nha câu đơn ngâm đánh lăng xe nhỏ nhỏ cũng được rồi mã số 14 giá cần là hai trăm rưỡi mười bốn hai trăm năm mươi phôi phíp cả nha rồi tiếp theo phôi phíp nữa nè cần mini nha cái này dài hai mét bảy một cây đến từ hãng madine bát kim loại bát vặn có cái quặng này nữa là để chống trượt chống trượt nha hai cái này nó nối vô nhau là nó cứng lắm Đấy. tay cầm cán mút khoen càng là khoen uh, được mày tròn khoen gì hạng của càng Đấy. khoen thì nó hơi cụ tí nha. ngọn càng là ngọn đặt cho mình ngọn cây này thì nó có hụt rồi các nhá nó có hụt Cùng một phần độ cứng uh, tầm 30 và ngọn cần nó sẽ có hụt thì em sẽ để giá thấp lại cho các anh. ngọn là 1.8 ly trọng lượng 214 g mã 15 giá cần là 250 15 ờ uh, 220 nhá 15 220 nghìn <laughs> rồi 16 là một cây uh, ship mix của bạn Kodia Kodia xuất nhật cho mình dạng khen cần là dạng khen Fuji loại sứ uh, trắng hết luôn gì là chữ trắng hết ngọn cần là ngọn đặt tháp cho mình dài của cần cũng là hai mét luôn nhá hai mét luôn tay cầm được bọc da nè khuyên là khuyên khuyên hạn cho mình khuyên quặng bắt ra bắt 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 hạn nha, bắt quặng bên trên có một khuyên chạy à, ngọn cần là ngọn đặt sợi thủy tinh nhá phôi là phôi phíp màu nâu trong nó dính nước độ cứng là độ cứng này cái này này 25 nhé ngõ 1.6 ly trọng lượng 363 g mà 16 giá 200 rưỡi anh đánh cả 5 kg cũng được cái này 5 kg thoải mái nha 16 250 nghìn rồi 17 17 sẽ là một cái cần lóng dài iso khen lớn lòng lên dài 3m9 bắt gặp Fuji fs 7 có tem nội địa Nhật luôn nha. Tay cầm cuốn chị nè. Bát gặp nè. Khoen bên trên nó có cái cái nắp chụp luôn. Có nắp chụp ô canh. <laughs> <laughs> dàn khoen cần là Fuji hết ạ. À. Khoen tất cả dàn khoen là Fuji loại sứ xám. Còn uh, alo là alo Fuji loại sứ trắng cho mình nha, sứ trắng. Đấy. Ngọn to dài 3m9 căn này có tổng cộng 4 lỏng ạ à. cái này các anh câu sông câu đồ thoải mái luôn nhá đơn ngâm thoải mái độ cứng cao à. cái này cứng tầm 25 30 á và ngọn là 3 ly trọng lượng là 375g mã 17 giá cần là 290.000 17 290. Tiếp theo 18. Rồi tiếp theo ạ, à, sẽ là cần à, cắm gốc nhá, xoắn ít hai da. Cái này dài 21 mét và độ cứng cao. Độ cứng nếu mà em so với cần à, đắp khúc, cần đắp khúc đi. Cho cứng 80 đi các nhá. canh có thể câu đơn, câu ngâm, câu lu. Rồi, câu gần à. Đấy, câu cha, ngồi xuồng, ngồi ngồi thuyền câu à, câu ngâm đều được nhá. Câu chép, câu chim nói chung là cái này rất là thông dụng và chiều dài 2 mét tại mồi là 100 g đến 300 g luôn dây dù bia nếu mà các anh dùng thì các anh dùng dây số 3 đến dây số 5 Đấy, phôi cần là phôi bông xoắn ít hay da cần thì như mới cho mình khoen là khoen Fuji loại sứ Anconai Đấy, sứ Anconai mài tròn đời cao hơn những cây khoen Fuji thường nhé. bắt quặng Fuji chữ vàng ở đây cái khoen quặng của nó là có chống trượt luôn nhá tay cầm cán mút Càng đẹp độ cứng cáp tốt Đấy. cái này thì đã rất rất là nhiều người trải nghiệm rồi đều là báo cá ok thoải mái hết nhá nhiều bảo nhiều rồi cái này có ngọn 2.6 ly trọng lượng là 270 g góc của nó em đo là 14.8 đây góc cái này 14.8 mã số cần sẽ là uh, 18 giá của nó là 100 uh, 650.000 nhá 18 giá 650 cho cây cắm gốc này. Rồi tiếp theo sẽ là cần câu luôn. Này, hôm nay em có một cây cần câu luôn Nhật này, có đi kèm túi vải nha, cây này. Cây mã 19. Đây. Đây. 19 là một cây C-size uh, stick của Abu nha, Abu Garcia. Chiều dài của cần sẽ là 2m28, độ cứng là UL. Đây. Uh, sẽ quay tờ live game này và tải mồi sẽ là 1 phần tư OZ nhé. cái anh tải mồi là 7 gram độ lại còn tải cần là sẽ là 4 đến 10 lb độ cứng UL nhá Abu nè. Abu Garcia có tem vàng đầy đủ luôn có mặt cốt đây hàng nhật cho mình và nước sơn của nó là nước sơn màu mực có kim tuyến đó. bát quặng Fuji chữ vàng nè. bát Fuji Gold luôn nhá dưới đế đây còn đẹp khoen là khoen Fuji loại xứng xích cái này thích hợp cho canh gắn máy đứng nhá độ cứng UL 2m28, càng còn đẹp, ngoại hình còn sáng, độ mới cao. Đấy. Rồi, nguyên bản, nhận hàng kiểm tra thoải mái như video. Ngọn là 1.8 ly, trọng lượng 136 g góc em đo là 8.9, mạ 19, giá 1 triệu 550 nghìn. 19, 1 triệu 550 Rồi, tiếp theo 20, sẽ là một cái cần câu luôn. Mazo cờ đáp. Đây, cái Mazo Crab Crotech này có chiều dài càng là 2m58 độ cứng là L. Nhưng mà khi em ráp cần vào thì nó rơi tầm là M luôn cả nhé. Tại mồi của nó là 7g đến 23g cho nên em mới thắc mắc em ráp càng vào. Thì độ cứng cáp của nó cao. Nó không phải là L. Rồi, tại em cần thì sẽ là 6 đến 12 lb. Tại Mazo Crab. Bát của cần là bát quảng Fuji. Đấy. Để mút có bo chống nổ đầy đủ luôn, quen Fuji loại xứ xích giống y hệt cây kia luôn, nói chung cái quen của nó đẹp như cây kia luôn nha rất đẹp. Cái đáp này thì nó sẽ có hai xuất xứ, một là Việt Nam xuất nhập, hai là Trung Quốc xuất nhập, ca nhá. Còn Nhật thì em chưa biết, em chưa đành cho lắm, em chưa có tham khảo kỹ. Cây này thì nó không có in nhá, nó không có in. Rồi căn có ngọn 1.8 ly trọng lượng 150 g Góc là 11.2 Cây này mã 20 giá là 1 triệu 350 nhé mạ 20 giá 1 triệu 350 nghìn Rồi tiếp theo sẽ là một uh, bộ một, một, một cây cần IK nhé IK này được uh, thanh lý vài cây thì em uh, lên bán nhanh cho các anh nha cái này ok rất là hoàn hảo luôn tự lực tại tốt nè độ bền cao này, thu gọn ngắn nữa cái này có đi kèm túi vải nha túi vải một cái lưu ca dàn khoen Fuji hết càng còn đẹp hôi sắn toàn thân sắn ít đấy bo chống nổ đầy đủ luôn khoen sáng đẹp khoen Fuji nhá có tem Fuji nè bát quặng tay cầm cán gỗ bằng đấy cái này có chiều dài 2 mét và độ cứng là M tải mồi là mát 21g mồi còn tải cần sẽ làm 8 đến 16 lb 8 kg nha tại lực tại 8 kg còn cái anh cầu kỹ thuật có thể hơn càng này có ngọn 1.9 ly trọng lượng 3 135 g thu gọn của nó chỉ có 47,5 cm thôi đấy bỏ vô cái túi là ok ba lô cái này có mã số là 21 giá là 1 triệu 250 21 giá bán là 1 triệu 250 000 tiếp theo em xin phát lên cần ISO ISO khen lớn nha cái đầu tiên là một cây đến từ hạng Olympic cái này dài là 3m3 Dòng Kenturi 3m3 Có tem vàng Hàng đến từ Nhật Bát gặp Fuji fs 7 Đấy Nói hình cũng khá ok rồi Dàn khoen là Fuji loại xíu xám hết luôn Bên trên có hai khuyên chạy Nước sơn đầu lóng là màu bạc Ở trong là màu xám nè Cần có tổng cộng 4 lóng ra nha Cây 3m3 này có độ cứng khoảng chừng là 25 đến 30. Ngọn 2.2 ly, trọng lượng 290 g. Mã số 22, giá cần là 700 nhé 22 700k, càng carbon. Tiếp theo 23 là một cây càng có thể câu đơn, câu ngâm và câu lưu cá lóc. Cái này một cây cần lưu rút, đấy, gọi là lưu rút đi nhá, cũng là iso khen lớn. Chiều dài 3m và tại mồi là mát 21 g luôn tại cần là 8 đến 20 là b độ cứng rơi tầm là m cho mình có tem vàng đầy đủ suzumi nha tem vàng bát quặng là bát hạng. tay cầm cán mút một cây cần rút nha gian khoen cần là fuji loại xứ xám hết bên trên có hai khuyên chạy Đã, Phôi là sắn toàn thân cho mình Cái này có tổng cộng là ba lỏng nha, 3 lỏng. Và ngọn của nó là 1.9 ly, trọng lượng là 232 g. Mã số 23, giá của cần là 600 rưỡi, 23 650 000 Các anh có thể câu đơn, câu ngâm, câu chép, câu chim nè, có thể đánh luôn nữa. Rồi tiếp theo mã 24, một cây 5m4 độ cứng 3. Suy hô ISO có tem vàng. Cần su hô ISO này là một cây cần nhật nhé. Bát quản Fuji 5m4 cứng 3. Phô nó rất là dày, một cây đến từ hãng Bonbay. Bombay nha. Có nắp chụp đi kèm. Và những cây ở đây không có nắp chụp khi em giao hàng cho các anh em đều có đầy đủ cho các anh nên các anh cứ yên tâm về phần nắp chụp nha. Giang khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết luôn. Bên trên có hai khuyên chạy. Độ mới cao nha độ cứng 3 những cây cần ISO khen lớn này cánh có thể hạ tay được hạ làm căng tay được nước sơn bên trong nó đẹp rồi à. mực mà nha sáng mực nước sơn của nó là màu đen ngọn của cần là 1.6 ly trọng lượng là 433 g cái này mã 24 giá của nó là 900.000 nha 24 900k Rồi tiếp theo 25 <laughs> Là một cây Daiwa Dynamic dài 5m3 độ cứng 4 Cái này bạn Korea xuống Nhật có tem vàng Hồi sẵn x2 da Bát quặng Fuji FBS D24 Đế còn nghi dinh để logo Daiwa Tay cầm của cần được làm nhám cho mình Dàn khen cần là Fuji loại xứng xám hết luôn cái này có hai khoen chạy bên trên Đấy, ngon lành luôn nhá tôi sẵn ít thay da Đấy. hôm qua hôm kia em bán cái cây uh, cây nhật rồi cây nhật màu màu bạc á màu bạc đen đó các nhá Đấy, cũng là sẵn ít thay da một cây nhật thì cái này có ngọn là 1.8 ly trọng lượng là 407 g lẻ 3 g nhá mã số 25 giá là 1 triệu 250 25 1 triệu 250 000 <laughs> 26 là một cây đến từ hạng Olympic cái này dài 4m4 độ kính 5 phôi cáp bon xoắn ít vậy cá cho mình xoắn vảy cá nha có tem đầy đủ luôn đây tay cầm của cần thì được làm nhám này bát quặng Fuji D24 luôn dàn khoen cần là Fuji loại xíu xám hết bên trên có hai khoen chạy ngọn là ngọn phôi cấp bông sắn cho mình Đấy. Xoắn ít vậy cá nha người ta thường gọi là vậy da dòng da đồng đó vậy da con rồng đó đẹp nha Cần đá thì thẳng khỏi bàn cái này độ cứng cao độ cứng năm ngọn là 2.3 ly trọng lượng 242 g cái này mã 26 giá của cần là 1 triệu 150 nha 26 1 triệu 150 000 Rồi 27 Đây một cây đai hoa nữa nè Đai hoa cây này dài 5m3 Độ cứng 3 Đến từ Japan luôn Nội địa nhật nha Có mã cốt tem vàng đầy đủ hết Mới in Japan Một cây đai hoa dòng HS cho mình HS nha Này dính keo em chưa chùi nha. Bát của cần là bát quặn bát chính hạng của đai hoa Nó mắc cái tem rồi Bên dưới đế nè còn nguyên dinh để logo đai qua khôi của nó làm nhám còn đẹp Dàn khuyên cần là dàn khuyên Fuji loại xứ xám Bên trên có hai khoen chạy Những cây cần này á Các anh có thể Cây nào cứng năm á Các anh có thể đánh lục đầu cần được nha Mấy cây cứng năm á Cái cây 4 m Có thể đánh lục đầu cần được Anh nào muốn câu khổ dài Muốn câu bền Thì dùng những cây này cũng được Cái này thì ngoại hình của nó Cái góc của nó có một điểm, điểm sức nhỏ nhỏ bên trên chính giữa thì nó sẽ có mấy cái điểm xước như vậy đó. nha mặt này không có nè rồi cái này có ngọn 2.1 ly trọng lượng 375 g mã số của cần là 27 giá là 850 nghìn 27 800 rồi rồi 28 sẽ là một cây cứng cáp luôn đấy anh nào đánh lục đầu cần lấy cây này luôn hãng tắt tiết dài 5m4 độ cứng 5 anh nào câu gần biển cũng được lấy những cái iso khen lớn này có thể ném nha rồi phôi sắn ít bảy cá nè bảy rồng cho mình bát vặn Fuji 26 luôn đấy bên dưới đế của nó đây có lỗ thoát nước nha hãng tắt cái enjoy ở đây là xước thôi xước thôi nha xước nhám đen gian khen cần là Fuji loại xíu xám cho mình bên trên có hai khen chạy ngọn sắn toàn thân cái phần này sẽ có phần điểm uh, chống cần nhé đây mời các xem nó sẽ có sức sức uh, dâm nè sức chống cần nè mặt trên không có nè mặt dưới có nè nó chống cần cái gác nó gác cần á bên trên thì không có rồi bên trên đẹp rồi đây cũng có này. nói chung là cây này là em biết nó chống ở đâu rồi nó chống ở dưới đất á các nhé. nó bỏ cần thì xuống dưới đất cái này có ngọn là 2.2 ly, trọng lượng 460 g Mã số 28 giá là 1050, 1 triệu lệ 50 nghìn. <laughs> Tiếp theo sẽ là cần súp ạ. À. Cần súp hôm nay em có là cây súp x 4 m 2 phôi sáng x2 da. Đấy, cái này hàng đến từ Nhật và cái phôi của nó là phôi dày. Phôi cái này, cái này thì ít khi thấy nhá Cho nên em đưa cái giá hợp lý cho các anh mua về sử dụng. Bắt gặp Fuji fs 7 kêu chỉ còn nguyên hết. Khoen cần là khoen Fuji loại xứ xám, khoen alo thì alo Fuji Six, môi trẻ chống sắn dây. Đây, một cái alo đẹp. Rồi. Cái cần 4m2 này có hai khoen chạy bên trên. Ôi nè. Quá đẹp. Rất đẹp luôn. Ôi bóng sáng. Sáng ít quá đẹp cho cái này. Đấy. Rồi. Cái này có độ cứng đôi tầm là DX nha, nó tầm là 25 27. Độ mới rất đẹp, Cần xoắn ít lớn. Quá đẹp trong đây này. Cái này thì nó thuộc dòng sub X4.2. Cái này thì ít, ít thấy cho giá 650 <laughs> Ngọn là 2.2 ly, ngọn của nó là 2 ly. Trọng lượng là 419 g mà 29 giá 650.000. Anh nào thấy rẻ thì em tăng giá lên nha. <laughs> Rồi tiếp theo là một cây uh, Daiwa Super Power. Daiwa Super Power 4 m 2 cứng 27, bạn Korea uh, xuống Nhật cho mình. Cần có thu gọn là 118 cm. Chiều dài của cần nó ghi là 24m2. Bát gặp Fuji ZX7 đến từ hãng Daiwa. Có tem vàng. Dàn khoen cần là Fuji loại xứ xám. Semi chống nổ đẹp nè. có hai khuyên chạy bên trên cái nhá hai khuyên chạy cứng 27 là cứng DX cho cây này nha cứng DX đây là càng xúc thì cái độ cứng của nó sẽ cao hơn càng ISO khuyên lớn nhiều nha anh nào thì chưa am hiểu thì uh, em sẽ nói rõ những cái càng lục này thì nó kiểu cứng cao hơn số nó bằng nhau nhưng mà nó cứng cao hơn cũng không bằng nhau lắm số của nó sẽ có 35 nữa chứ không có 30 à, không phải là duy nhất 30 rồi, căn này có ngọn 2.6 ly, trọng lượng là 419 g Góc là 22.9, mã 30 giá 900. Cây này các anh có thể đánh bạc bại điện thoải mái nha. Cây này là một cây mono carbon. Tiếp theo mã 31 là một cây Growing Sub 39, Super Dim Carbon. Đấy, Super Dim Carbon. Bắt gặp Fuji fs 7 Đấy. Nên giấy đế nó nè, cái phôi nó rất là dày, cực kỳ dày luôn mắc cái nó cái nắp quặng này. Anh nào lấy em tìm cái nắp quặng khác em chế cho các anh nha. Nắp quặng không sao, quan trọng là hàng Nhật bại là quan trọng là nhất là phôi. Mình đẹp có dù cho dù có đẹp như nào câu mà lát nữa câu mà hư hại càng sớm thì khỏi càng lấy cũng hơn, thà lấy càng xấu nha. Rồi. Ok, xước thì xước sơ sơ nhỏ nhỏ thôi. Cái 3.9 này có độ cứng càng cao. Cái này cứng DX cho nó DX nha. Cái này em cho nó cứng 27 nhé, 27 trở lên. Ngọn của nó là 2.9 ly, ngọn to. Trọng lượng 398 g, mã số là 31, giá cần là 800, 31 800k. Rồi, mã cuối cùng 32. Một cây DOB nhé. DOB Super Light. 4 mét cứng 27. DOB đến từ bạn Korea xuất nhật cho mình, có mã code và tem vàng đầy đủ. Để này để DOB rất đẹp cứng 27 nhá. Cái này dài 4m. 4m. Bắt gặp Fuji LS7 stainless. Và dàn quen cần là Fuji loại xíu xích này, xíu xích hết. Quen cái là một quen gọc. Quen còn đẹp nha. Quen cũng càng còn đẹp. Alo Fuji xích môi trời chống sẵn nè. Alo rất to. Rất là to. Bên trên cần nó có hai quen chạy. Và có định bị quen cái này thì nó cái ngọn của nó cái phần định vị nó nó sẽ dài hơn uh, Shimano hơn 20 cm luôn đó nhá hơn 20 cm luôn có định vị khoen cứng 30 cái này cứng xế ca nhá cứng CX can câu lục câu bạc bại đều là cứng cáp hết và cái này có ngọn là 2.5 ly trọng lượng là 383 g góc là 23 mà số 32 giá cần là 2 triệu 750 32 2 triệu 750 nghìn nha Và em xin kết thúc video tại đây Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ à. ủng hộ em một like và một đăng ký các anh nhé Anh nào cần đặt hàng hoặc cần tư vấn Vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại Em có ghi trên màn hình Số điện thoại của em là 03567 76692 Em chúc các anh cuối tuần vui vẻ May mắn được trợ. Xin chào tạm biệt các anh